tặng qua trong nhà luôn. Thì tôi nói vậy tôi hiểu, em quay qua em nhìn thấy anh, em quay qua nhìn thấy anh. Đừng có nói, anh để nó làm cái việc như vậy, anh không có việc gì đâu. Đừng có nói, xưa nó nói là áo mạnh với cái mũ luôn. Bữa tôi vô nhà tôi cứ xong để hình trong toilet thì nó nói tại vì nước ao sàn và xả để trong toilet. Để tôi nói dùm tôi ra, mệt quá. Nó có một sản phẩm của anh đơn giản, nó có sản phẩm. Anh Công Hậu, anh xài chưa? À, thưa quý vị, khán giả, còn nghe anh em bên đây. Thì anh Công Hậu cũng là một khách hàng. Vô tình gặp anh Quyền Linh, trong lúc có căn anh Quyền Linh thẳng cho tôi xài 8 tháng rồi. Nói chung là đang cái tính ra tiền nha. Chất lượng rất là ok. Cho nên là sẵn ở đây cũng chia sẻ cùng tất cả anh em ở đây là cái sản phẩm MD nước nhạc, nước dưỡng chế tất cả một cái rồi không thua những sản phẩm khác. MD còn đi giặt xả lao sàn và lao mặt luôn. Nhưng mà nhớ muốn tặng thêm nha. Đấy bây giờ giống như nó phải dùng xài thì giống là xài chưa? Thì có xài nước rửa chén, thì đặc biệt đó là không làm rửa chén. Đó, mẹ chị rất thích, rồi tới nay thì nhà chị vẫn xài cái rửa chén hai bên đây. Mà không cần phải mang bao tay. Hay quá, nước rửa chén còn gì rửa chén là rửa dĩa, rửa con được luôn. Rửa tay luôn. Hay xài chứ thì... Sau hôm nay thì em đi dọc hành, em được xài tất cả các sản phẩm bên... Đó, gợi ý đó. Anh xài chưa? Dạ, cách đây thành năm em có lắm khi chuyện là ăn cái tài trợ thì lúc đó là ăn cái nằm miên ma không. Dạ, đến giờ em xài cũng chưa hết. Tài trợ cái phim mà lấy xài tốt mình nó. À, lúc đó con dữ không? Anh xài chưa em? Dạ, thì có thể em có thấy trên clip giới thiệu thì Amity có được bán tài trợ trên cái hàng tình lệ xã hội. Em là một người rất là đam mê mua online và em đã từng mua sản phẩm sản phẩm hầu lắm sản phẩm thơ cả nhà luôn. Dạ anh Dương, mà hôm nay chúng ta hỏi em là chúng ta là hả? Chúng ta là Chúng ta nói là ngày hôm nay là con phải có giống như chai nước rửa chén, cho nên là con mặc cái màu chai nước rửa chén. Thôi mặc đi rồi hỏi mọi người sắp về rửa chén luôn á. Bên Tuấn Hàng Xanh người bắt điện thoại nổi tiếng nhất Việt Nam. Ông luôn gì Tuấn, có xài ra đây chưa? Về em xài rồi. Xài rồi, nó mua điện thoại chứ. Rồi gọi điện thoại lấy nước rửa chén. Nước chai thì nước rửa chén lấy cái điện thoại vậy đó. Nên đàn xài chưa? Dạ em được cái là em chưa có được tặng. Nhưng mà em hơn cái này hình số nhà Liên Nam. Dạ em kế bên nhà các con sẽ ghé anh Nam tài anh tài tài cho nó mà nó không có cho em xài đúng không? Thì vậy còn mèo xài chưa? Dạ em là anh của nó cũng không có tặng cho em. Kỳ lạ tôi coi bây giờ còn bên nhánh này cái này quên tôi hỏi đi cùng là đi cùng với sử dụng sản phẩm Amity chưa? Nghe đồn tốt lắm mà chưa thấy luôn. Bởi vậy tôi nói thấy mới tin xài thử mới biết là tốt. Người ta nói cái miệng ai tin đưa thử đi đem về thì xài tốt. Rồi. Đúng không? Em đã có tay rồi. Một chút em sẽ tặng chị nửa chai. Nửa chai thôi chị xài tốt thì chị mới mua chai. Bạn phải chai bỏ mua nữa. Thôi bây giờ cái người đẹp tài tử chú Dương Cường đẹp mình phải hỏi coi là anh Cường là trước giờ là anh đã sử dụng sản phẩm Amity chưa? Tài có nước Mỹ vậy đó anh. Không biết nước Mỹ hay Amity chưa? Mèo bị về nhưng mà cũng có bị xài rồi. Có mà đừng có xạo nha. Xài em ra. Em bị gửi mấy cục rửa chén với lại mấy cục rửa xả. Và em có thử qua thì cái mùi của tôi gì bên Mỹ đó. Rất là thơm luôn mà rất là cái vị của nó. Khi mà cái vị là sao? Cái vị là sao? Thôi đã mê đi ra cà phê. Cái mà khi mà đổ ra đó bình thường á. Cái mùi rất là thơm. Cái bằng cách chúng nó làm cho rất là sốt, nó sẽ bị khô nhanh. Và em đã nhận được những áo đặc biệt đó. Và đây là cái mà em nghĩ là sẽ phát triển rất là nhiều nữa. Thì từ chung sắp tới, chúng tôi anh như là những MVP, như là Tommy, được thành công hơn nữa. Và lớn mạnh hơn nữa trong thời gian sắp tới. Rồi, từ bên ra.
Chị thề chưa? Dạ, em trả lời với chú Cung Phụ. Nghe tên thôi chứ chưa thấy mặt của chú rồi. Trời ơi, chạy đi chìm đôi anh. Xong, xong cặn bạn mình cũng về ăn mà nói xong. Chiều nay một thùng liền, chiều nay một thùng xếp qua nhà. Rồi bây giờ, cái này nghệ sĩ là bây giờ mình không chỉ có riêng mà lúc đưa tay rửa chén lao sàn giặt xả, rửa mặt kia, mà bây giờ có rửa mặt nữa, có tắm táp, giặt kiểu, bây giờ nói chung mình chung nhà có hấp, được chưa đến, nói chung là son phấn mỹ phẩm giặt xả, gọi đầu luôn đó, gọi đầu lúc mình gọi đầu tiên đó. Dạ em có xài dầu gọi đầu với tâm đi à. Rồi cái người gọi nhiều nhất em sẽ là làm chủ với chú Hiền. Mời lên bây giờ qua hậu phương đi. Bây giờ có người rất nổi tiếng trên mạng nào, Bình Dư nè, mà Bình Dư lên đây nè. Rồi lên đây luôn đi, là cho mình chụp hình cái đi rồi. Người nổi tiếng mạng xã hội nè, người này cũng bán mỹ phẩm với bán cái khó sọ luôn. Bình Dư hả? Bình Dư đâu còn có sử dụng sản phẩm không, bị tiền chưa? Được đúng không? Họ có chưa bán luôn đúng không? Tặng đi xì xì không? Tặng một chai thôi, mỗi thứ chai. Rồi sau đó con lấy mỗi thứ thùng của bán nha. Hả? À, con thấy không khí chưa? Con này thấy không khí chưa? Con có muốn hùng vốn không? Cái người đầu tư. Dạ, đúng rồi, được thì con cũng hùng à. Có hùng. Tôi cũng đi ra chuẩn bị làm chuyến xe Hàn Quốc rất là hay nha. Mọi người ủng hộ nha, chuyến xe Hàn Quốc. Người mà xài nhiều nhất nè. Em nói cho em, người xài nhiều nhất đó. Em